con ra lấy vỏ đi ra ngoài chợ mua cho ba một số cá mà lắm về để khi ba đi làm sắt sớm rồi lai con. Ok chị nghe, đâu có ai bán cá mắm đâu mà mua. Có con, ở chỗ mà đầu chợ ở cái bên nhà chú Tám có chợ Trần Hổm á, còn người ta bán cá nhiều lắm. Dạ ba. Con. Mình dọn vậy sao ba chưa sửa nữa ba? Ba cũng đang dự định sửa con, ba lát đi làm kiếm tài vàng nữa rồi ba mới mua lá ba mới lọc được. Rồi con, hai vậy con đi chợ đi, ba chuẩn bị ba đi làm đất cho người ta chứ ba chắc ba cắt xong khỏi luôn con. Dạ, ba đi chợ. Nè quên con đi chợ con nhớ đeo khẩu trang vô con. Trong mùa dịch năm nay, mùa dịch này nhà nước kia chúng ta phải mang khẩu trang vừa bảo vệ mình với vừa bảo vệ cho người khác. Thực hiện chắc 5K con. Con đi đi con. Ba cũng đi làm bác cho người ta đây. Đi chợ chứ.
trời để cho cái đợt Covid-19 này cho qua, để cho người dân chúng ta, người dân tụi con sống cuộc sống an bình và hạnh phúc của con. Áo bé rồi. Những cái này bán sao con? Vậy hả con? Một hai ba ha. Yeah.